Hello, kính chào quý vị, xin chào các bạn. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để chuyển đổi định dạng cái địa chỉ ví nó chạy trên cái mạng lưới Harmony Blockchain. Thì bình thường quý vị sẽ thấy cái địa chỉ ví nó định dạng theo cái mạng lưới ERC20 và bắt đầu bằng số 0. Còn cái mạng lưới Harmony thì địa chỉ ví bắt đầu bằng từ 1. Vậy thì làm sao quý vị có thể chuyển các token nó chạy trên cái mạng lưới Harmony sang cái ví MetaMask? Thì quý vị cần phải chuyển đổi định dạng địa chỉ ví này. Như ở đây, tôi đã thêm cái mạng lưới Harmony Mainnet và cái ví MetaMask rồi. Thì quý vị sẽ có một cái địa chỉ ví bắt đầu bằng số 0. Bây giờ tôi sẽ lấy cái địa chỉ ví này. Và tôi sẽ vào địa chỉ xbrowser.pop.1. Quý vị chỉ việc dán cái địa chỉ vừa copy từ cái ví MetaMask vào cái ô tìm kiếm. Đó. Thì nó sẽ tự hiện một cái địa chỉ bắt đầu bằng từ 1 bên cái mạng lưới Harmony. Và ngược lại, quý vị có thể đảo ở đây là 1 hoặc ETH. Đó, thì nó sẽ lại hiện về cái địa chỉ bắt đầu bằng số 0. Thì cả hai địa chỉ này đều có thể nhận coin hoặc token được. Cả hai địa chỉ nó đều là một. Trường hợp quý vị sử dụng các ví multi-chain thì nó sẽ có hai cái địa chỉ hiển thị ở trên ví. Còn quý vị sử dụng cái ví MetaMask thì quý vị cần phải vào cái trang xbrowser.pop.1 để chuyển đổi cái định dạng này. Thì quý vị sẽ thấy nó hiển thị hai cái địa chỉ ví tuy là khác nhau nhưng đều là một. Đó. Và như vậy quý vị có một cái địa chỉ nó bắt đầu bằng từ 1 rồi, nó chạy trên cái mạng lưới Harmony. Thì quý vị có thể rút coin hoặc token từ bất cứ cái sàn nào nó theo cái địa chỉ bắt đầu bằng từ 1. Bởi vì quý vị mà dán cái địa chỉ nó bắt đầu bằng số 0 vào đây thì nó sẽ không nhận cái mạng lưới blockchain Harmony. Rồi, đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Nếu thấy video hay bổ ích, quý vị đừng quên đăng ký, nhấn like, theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.